Dạ, xin kính chào thầy cô. Ngày hôm nay em làm cái clip này để em nói một vấn đề. Em rất là buồn. Tại sao thầy cô lại lừa dối em? Tại sao vậy? Em buồn lắm. Trong một năm học, 12 năm học vừa qua, học thêm, học bớt, học ngoại khóa, học nâng cao, học bổ sung kiến thức. Trời ơi, biết bao nhiêu cái loại hình học thức mà ngoài cái học chính khóa đó, còn học phụ đạo. Rồi cô lại cô kêu đi học thêm. Rồi học ngoại khóa mà cái gì tùm lum tùm la. Thầy cô nói em sẽ thành người. Còn không thành người thì em sẽ thành nhân. Nhưng mà em thấy bây giờ em không thành người, cũng không thành nhân, mà em sắp thành công nhân rồi. Tại sao? Tại sao ạ? Tại vì em đã bị rớt đại học rồi. Bị rớt đại học rồi. Thì em buồn ghê luôn, buồn ghê luôn. Sao học quá dài học, đủ thứ cái để học hết trơn trọi. Mà cuối cùng đề phát ra thầy cô nói với tụi em là đề năm nay chắc dễ lắm. Đúng, đề rất dễ, đề nhìn vô rất là dễ đọc. Nhưng mà không biết làm, hoàn toàn không biết làm. Và thậm chí em làm được hết tất cả mà em không có điểm. Em làm được hết nhưng mà em không hề có điểm. Vậy là thành người cũng không thành, thành nhân cũng không thành. Sau 12 năm học, em trở thành công nhân. Ai xem clip rồi, nhớ chia sẻ clip này tới rộng rãi cho nhiều người cùng xem nha. Em cảm ơn và nhớ theo dõi em tại những kênh sau đây.